À, sáng hôm nay Giang chào mọi người nha. Hôm nay thì Giang về quê mọi người. Đó, về quê thì một tháng thường thường thì Giang về quê 2 ngày thăm cha mẹ mọi người. Công việc của Giang làm chính là nấu ăn ở Bình Dương đó mọi người. Hôm nay về quê thì quay cái cảnh ở trong nhà của Giang cho mọi người xem nha. Đó. Đây ở phía trước mọi người. Trước nhà Giang thì có trồng một cái cây chanh. Hiện tại này nó cũng chuẩn bị la tái rồi nè. Đó. Tái ngon lành luôn nhưng mà lại đường nha. Ai có ăn thì người ta bức. Nhà Giang thì được con cái nó cũng gần lộ vậy nè mọi người, nó cũng thích hợp với buôn bán. Đó, mục đích sau này công việc của Giang thì Giang sẽ về quê, Giang sẽ mở quán nha mọi người. Đó, cơm chiên mì xào thì làm video cho mọi người xem luôn. Đây có mấy cây đu đủ mọi người. Còn đây phía trong nhà. Nhà Giang thì có mình cha với mẹ Giang ở rồi mọi người. Đó. Lâu được em gái thứ tư của Giang về quê chơi. Đây, quay ở trước này cho mọi người xem. Thì hồi trước thì Giang cũng có bán đồ nghề của Giang là bán hủ tiếu nha mọi người. Đó. Tùm lum tà la luôn. Nói chung mà Giang kêu bằng hồi trước thì nấu bán, nhưng mà tại vì nấu không nổi, có một mình hai người làm nên Giang với mẹ Giang làm không nổi nên nghỉ mọi người. Nghỉ quét nó qua một bên. Để đồ nó qua đây. Khu này chừng nữa là sau này Giang sẽ buôn bán mọi người. Đây nữa sẽ làm bàn ghế ở đây hết buôn bán. Thời gian cũng có chuẩn bị trước rồi mọi người. Giang cũng có làm mới sau này khu này là rửa nha mọi người. Sau này sẽ dọn dẹp chỗ này trống hết để rửa chén bát rồi. Còn khu này trong đây là bếp nha mọi người. Đó hồi xưa bảng hiệu của Giang nè. Bảng hiệu to luôn. Đó. Bảng hiệu này tự đóng nha mọi người. Giờ treo lên nè, nó bảng hiệu cơm sườn rồi đó. Ở trong này cũng vậy luôn, để đó. Sau này á, là hôm bữa là cái bức tường này nè mọi người, nó sẽ cao lên nha. Nó cao lên đây nè, đó. Thì đập xuống 1 mét. Để sau này Giang sẽ mua nguyên cái bếp nha mọi người. Đó, Giang sẽ mua nguyên cái bếp là Giang để hàng ngang đây vậy nè. Nãy mình đứng ở đây mình hướng là mày lộ để mình sẽ xào nấu nha. Thì cũng như công việc cứ đang chuẩn bị từ từ. Hả, hôm nay được em gái của Giang chiên bánh xèo ăn nè mọi người. Đó, mọi người thấy mùng 5 tháng 5 chiên bánh xèo mà bữa nay là mùng 8 tháng 5 mà nha mọi người. Nhưng mà vẫn được ăn. Em Giang nó làm mắm ba khía mọi người. Ngon lắm. Đây là khu vực ở dưới bếp. Em gái của Giang, mẹ Giang. Này chỗ này là để nấu nướng thịt đồ nha mọi người. Khu này dọn dẹp cho sạch sẽ luôn. Nấu nướng. Còn đây là đang làm gì vậy? Mắm bà khía anh ba. Chào mọi người ơi. Hai chào mọi mắm bà khía nha. người. Thì mắm bà khía cho uống nước muối sạch sẽ rồi hồi là Trương đóng vô keo nha. Hồi em đóng vô keo rồi bỏ thêm miếng ớt miếng tỏi. Làm nấm mắm bà khía nha. Mọi người mùa này thì mắm khía nó không có được bự nhưng mà khía giòn giòn mà. Đó. Nhưng mà làm mắm à. Này là lấy cái máy rửa xe xịt nó sạch rồi. Tắm lửa cho nó sạch sẽ rồi. Còn đây là nồi nướng muối nha mọi người. Mẹ Giang thì bà thích cổ điển, dạng như giống như hồi xưa vậy đó. Thích chụm củi, đi qua củi về chụm. Nồi nướng muối đây có hớt bọt không nè? Bọt không kìa. Còn đây mấy cái củi để đi lượm dọc dọc đường mọi người. Đây nè, đây có cái mọng dừa đó mọi người. Mọng dừa là như mặn chát hả mẹ? Tài ơi. Tưởng nó ngọt hay vậy mà. Nước muối dính vô lột vô cái son nước muối rồi đó. Đâu chuẩn bị em nghe nấu trà mì đúng rồi. Đây mì giò nữa nè. Rồi còn đây nữa mọi người. Nói chung mà ở quê mà nói chung là những cái gì mà để mình dọn dẹp á thì nó mới sạch sẽ, nhưng mà còn mà lâu ra đi làm nhiều năm á nó cũng hơi bề bộn nha mọi người. Đây tiếp nữa thì Giang sẽ chia sẻ thêm sáng Giang đi giăng lưới ngoài biển, mọi người cũng có làm video dài tới bữa đó Giang sẽ cũng đăng được mấy con cua nè. Đó. Đang cá ngát nha mọi người. À, thôi video đến đây kết thúc nha mọi người. Người thích video thì cho Giang một like nha. Đó, khu vực coi trong điện thoại chứ ngoài rộng lắm nha mọi người. Mấy cái này Giang cũng mới xây, ở cái nhà này Giang mới xây mới che xong.
tủ này hồi đó bán hủ tiếu nè, mới mua đầu tư 4 triệu mấy bạc không bỏ đây luôn. Chắc lắm. Thôi bye bye mọi người nha.